Khi sao Việt bị chọc nỗi đau tuổi tác, Lâm Vĩ Dạ hậm hực vì Harry, Puka suýt té lên hàng 40 vì Lê Dương Bảo Lâm. Chào mừng bạn đến với tin tức nơi có thể làm bạn đã cái nư vì sắp dìm idol ai đó. Dạ tại chị nhìn trẻ quá. Người 31 tuổi nói chuyện dễ thương ghê á. Em này nghe nó ấm áp. Ê, nhìn vậy đâu có biết ba mấy đâu. Né qua cái 40 luôn nè. Tuổi tác là một trong những vấn đề nhạy cảm đối với các nghệ sĩ nổi tiếng. Đang yên đang lành mà tự nhiên nhắc đến tuổi, rồi năm sinh là y như rằng các sao sẽ ngại ngùng, thậm chí một vài trường hợp sự chân vì không nghĩ bản thân đã đậm tuổi đến thế. Cùng điểm quả loạt phản ứng của các ngôi sao khi bất ngờ bị nhắc đến vấn đề tuổi tác trên sâu nhé. Puka sở hữu giọng nói dễ thương, thêm nét đẹp nhí nhảnh tinh nghịch nên ít ai biết Puka không thuộc thế hệ 9X mà là cuối 8X. Cô nàng từng tham gia chương trình chọn ai đây và xảy ra một vụ liên quan đến vấn đề tuổi tác làm khán giả dở khóc dở cười. Cụ thể, khi người chơi chọn Puka làm người cố vấn đã gọi cô là chị, còn khen cô trẻ. Dĩ nhiên Puka rất thích thú rồi, nhưng những nghệ sĩ khác tại chương trình lại không ngừng trêu chọc cô nàng. Mạc Văn Khoa ngồi bên trên đã buông ngay một câu là Puka đau lòng, người 31 tuổi nói chuyện dễ thương ghê á. Tiếp sau đó, Trường Giang còn bồi thêm một nhát, người ta giảm cho em 4 tuổi còn 31 mà kêu gì nữa. Chưa dừng lại, các vị khách mời bắt đầu nhao nhao lên bàn tán xem Puka là 31, 32 hay 35 tuổi. Riêng Lê Dương Bảo Lâm chỉ nói một câu ngắn gọn, nói một hồi té qua 40 liền này. Trước những tranh luận của mọi người, Puka chỉ còn cách kêu Trường Giang yêu cầu mọi người trật tự để đỡ bàn thêm về tuổi của cô nàng. Lâm Vĩ Dạ, nếu không theo dõi Vbiz thường xuyên, chắc hẳn bạn sẽ khó biết được tuổi tác của các nghệ sĩ. Nhìn qua thì nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng Lâm Vĩ Dạ lớn tuổi hơn Harry, lý do đơn giản là vì Lâm Vĩ Dạ trông chững chạc hơn hẳn. Nhưng thật bất ngờ là khi tham gia chung một chương trình, Lâm Vĩ Dạ đã phải gọi bà xã Trấn Thành là chị. Tìm hiểu kỹ hơn mới biết, hóa ra Lâm Vĩ Dạ sinh năm 1989, còn Harry sinh năm 1985. Chẳng thế mà sau đó cô nàng đã bày tỏ nỗi bức xúc của mình trên chương trình. Cô cho biết đã có rất nhiều người hỏi rằng tại sao tôi phải kêu Harry bằng chị. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bức xúc hỏi thêm đó là vì sao mỗi lần đóng chung với Harry, cô đều được phân vai mẹ, vai chị, còn bà xã Trấn Thành thì toàn đóng vai trẻ đẹp. Vừa đặt câu hỏi và vừa trả lời luôn, bà xã Hứa Minh Đạt cho rằng lý do là bởi Harry lấy chồng muộn, còn cô lấy chồng sớm. Mà phụ nữ lấy chồng sớm thì có nhiều nỗi lo hơn nên nhan sắc không còn được trẻ trung như trước. Thực ra thì sự hậm hực của Lâm Vĩ Dạ cũng đúng thôi, nhưng cô vẫn rất vô tư, thoải mái trước vấn đề này, chỉ là có hơi ganh tị với Harry một chút. Tóc Tiên, đau lòng nhất trong chuyện tuổi tác trên sâu chắc là Tóc Tiên. Điều càng làm khán giả giờ khóc giờ cười hơn đó là hai lần chí mạng hạ gục Tóc Tiên bằng tuổi tác đều đến từ Đức Phúc. Lần đầu là trong chương trình Người ấy là ai. Khi Đức Phúc ngồi kế Tóc Tiên, trong lúc đang bàn tán về chuyện tuổi tác thì Đức Phúc hỏi cô là chị 30 rồi nhỉ? Tóc Tiên ngay lập tức phản ứng lại, kệ chị, ai bắt ngồi tính tuổi chị. Chỉ 2 năm sau đó, Đức Phúc tiếp tục có cơ hội được ngồi chung bàn với Tóc Tiên, lần này có Trấn Thành trên giữa. Tưởng đâu sau 2 năm thì Đức Phúc sẽ khác hơn, nào ngờ anh chàng còn ghê gớm hơn khi hạ gục Tóc Tiên chỉ với một câu nói, ô, chị lớn thế rồi hả? Tóc Tiên sau đó quay sang mách Trấn Thành, nào ngờ còn được một câu chí mạng hơn, không bao giờ được nói tuổi tác với một người phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ lớn tuổi. Trước màn động chạm tuổi tác này của Trấn Thành và Đức Phúc, Tóc Tiên cũng chỉ có thể cười trừ đau khổ thôi chứ không biết làm sao được. Mà còn buồn hơn khi câu chuyện này được lan rộng trên mạng xã hội vì làm cư dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Tuy bị động chạm tuổi tác có hơi đau lòng một chút, nhưng các nghệ sĩ vẫn rất vui vẻ và không lấy gì làm khó chịu cả. Với lại nếu so với tuổi thật, các sao đúng là trẻ trung hơn rất nhiều. Như thế thì còn gì mà phải lo ngại cơ chứ?